Xin chào các bạn, ngay sau khi Mazda CX-8 ra mắt thị trường Việt, câu hỏi mà nhiều người đặt ra là nên mua Mazda CX-8 hay là Hyundai Santa Fe. Và trong khuôn khổ video này, chúng ta sẽ cùng đi so sánh hai phiên bản cao cấp nhất Mazda CX-8 Premium 2 cầu máy xăng giá 1,399 tỷ đồng và Hyundai Santa Fe Premium 2 cầu máy dầu giá 1,245 tỷ đồng. Và cả hai mẫu xe này thì cùng được lắp ráp trong nước. Trước khi đến với những thông tin chi tiết, mời các bạn hãy cùng dành 15 giây cho quảng cáo. Giới thiệu Ford EcoSport mới. Không chỉ linh hoạt, Ford EcoSport mới, chuyên gia đường phố của bạn. Về ngoại thất, dễ dàng nhận thấy cả hai mẫu xe này sở hữu kiểu dáng bên ngoài đậm chất thời trang nhưng vẫn rất năng động và khỏe khoắn. Thiết kế của Mazda CX-8 được lấy cảm hứng từ ngôn ngữ Kodo, vốn quen thuộc cho hầu hết các mẫu xe của Mazda hiện nay. Đầu xe có thiết kế tương tự đàn anh CX-9, lưới tản nhiệt dạng nan ngang, đèn pha mỏng sử dụng công nghệ LED và có thiết kế liền khối. Vòng ra phía đuôi xe là cụm đèn hậu có thiết kế quen thuộc, nối liền với nhau bởi thanh kim loại nhỏ. Trong khi đó, Hyundai Santa Fe 2019 tạo sức hút đặc biệt với người dùng bằng một diện mạo khá cơ bắp. Mẫu SUV đến từ thương hiệu Hàn Quốc này nổi bật với lưới tản nhiệt dạng thác nước, sử dụng các nan tổ ong cỡ lớn đặc trưng, với giải đèn LED chiếu sáng ban ngày mỏng, dẹt nằm phía trên khá ấn tượng. Về kích thước tổng thể, Mazda CX-8 sở hữu khung cầm của CX-9 và có chung chiều dài cơ sở là 2930mm. Xe có kích thước tổng thể 4900mm dài, 1840mm rộng, 1690mm cao. Những con số tương ứng của Hyundai Santa Fe 2019 là 4770mm, 1890mm. Như vậy, nếu xét về mặt kích thước thì Mazda CX-8 có chiều dài tổng thể, chiều cao cùng chiều dài cơ sở lớn hơn so với Hyundai Santa Fe. Điều này sẽ giúp CX-8 sở hữu khung gian nội thất rộng hơn so với đối thủ. Đặc biệt là hành khách ở hàng ghế thứ 3 của CX-8 sẽ thoải mái hơn so với trên Santa Fe. Về trang bị nội thất, Mazda CX-8 bản Premium 2 cầu được đánh giá cao hơn so với đối thủ nhờ sở hữu một loạt các trang bị tiện nghi như dòng xe sang. Theo đó thì nội thất của Mazda CX-8 bản cao cấp nhất sang chảnh hơn với ghế bọc da Nappa, điều hòa bao vùng độc lập, hệ thống âm thanh 10 loa Bose, hàng ghế trước chỉnh điện, ghế lái có tính năng nhớ vị trí, chức năng sưởi, gương chống chói, Mazda Connect, màn hình thông tin giải trí 7 inch, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh auto hold, chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, màn hình HUD hiển thị các thông tin quan trọng. Thêm vào đó, nếu như hàng ghế trước hỗ trợ tối đa cho người lái thì hàng ghế sau cũng sẽ làm khách hàng hài lòng với không gian rộng rãi, ghế ngồi và chỗ để chân thoải mái, dễ điều chỉnh để ra vào phía sau. Đồng thời, xe còn được trang bị những tiện ích hỗ trợ người ngồi sau như là rèm che nắng, điều hòa điều khiển độc lập, chế độ trượt, ngả lưng ghế, chức năng sưởi ghế, tựa tay tích hợp ngăn để ly và cổng sạc USB. Tất nhiên điều này cũng dễ hiểu bởi giá bán của CX-8 bản 2 cầu là cao hơn Santa Fe đầu bảng là 154 triệu đồng. Còn đối với không gian nội thất của Hyundai Santa Fe thì sao ạ? Xe cũng gây ấn tượng bằng thiết kế sang trọng, bố trí hợp lý tiện nghi cho người dùng. Điểm nhấn là màn hình trung tâm 8 inch dạng Flying Monitor, hỗ trợ Apple CarPlay, bản đồ định vị dẫn đường dành riêng cho thị trường Việt Nam, hiển thị thông tin trên kính lái HUD, hệ thống điều hòa hai vùng độc lập, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, sạc không dây chuẩn chi, ghế ngồi chỉnh điện, lễ chuyển số sau vô lăng, đèn chiếu sáng tự động, gạt mưa tự động, chức năng auto hold. Ở hàng ghế thứ 2 và thứ 3 đều có cửa gió riêng biệt. Cốp xe mở tự động thông minh. Về động cơ thì cung cấp sức mạnh cho Mazda CX-8 bản 2 cầu là động cơ xăng 2.5 lít thế hệ mới, hút khí tự nhiên và ứng dụng công nghệ phun xăng trực tiếp, sản sinh công suất tối đa 192 mã lực tại 6.000 vòng trên phút, mô hình xoắn cực đại 257 Nm tại 3.250 vòng trên phút kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Mazda CX-8 là mẫu xe của Mazda được trang bị công nghệ kiểm soát G-Vectoring Control, hỗ trợ người lái vào cua an toàn và mượt mà hơn. Đối với Hyundai Santa Fe 2019 bản máy dầu Premium thì sử dụng động cơ dầu 2.2 cho công suất tối đa 197 mã lực tại 3.800 vòng trên phút, mô hình xoắn cực đại là 441 Nm tại 1.750 vòng trên phút đến 2.750 vòng trên phút, đi kèm với hộp số tự động 8 cấp. Với công suất và mô hình xoắn lớn hơn Mazda CX-8 thì rõ ràng là Santa Fe bản máy dầu Premium sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho những đối tượng khách hàng muốn trải nghiệm cảm giác lái năng động và mạnh mẽ. Về tính năng an toàn thì cả hai đều được trang bị những tính năng an toàn hàng đầu phân khúc SUV 7 chỗ tầm trung tại Việt Nam. Những tính năng an toàn đáng chú ý trên Hyundai Santa Fe bao gồm hệ thống chống bó cống phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân bổ lực phanh điện tử EBD, kiểm soát lực kéo, chống trượt, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, 6 túi khí. Ngoài ra thì Santa Fe còn được bổ sung hai công nghệ an toàn mới gồm khóa an toàn trẻ em thông minh và cảnh báo người ngồi hàng ghế sau. Mazda CX-8 cũng được trang bị những tính năng an toàn tương tự như Santa Fe nhưng lại chiếm ưu thế hơn nhờ gói công nghệ hỗ trợ an toàn chủ động AI Active Sense. Đây là tập hợp các hệ thống an toàn tiên tiến nhất, hiện đại nhất của Mazda. Bên cạnh các hệ thống hỗ trợ cảnh báo và nhắc nhở như là cảnh báo điểm mù,
cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Mazda CX-8 là sản phẩm đầu tiên của Mazda tại Việt Nam trang bị hệ thống hỗ trợ chủ động nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dùng như hệ thống kiểm soát hành trình tích hợp radar, cảnh báo vật cản phía trước, hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố và nhận diện người đi bộ cùng các hệ thống hỗ trợ phanh thông minh khi lùi. Rõ ràng là ở phiên bản cao cấp nhất thì Mazda CX-8 tỏ ra nhỉnh hơn so với Hyundai Santa Fe về cả kích thước, ngoại thất, trang bị nội thất và an toàn. Tuy nhiên, nếu như xét về tính thực dụng và giá bán, rõ ràng Hyundai Santa Fe sở hữu những trang bị tiện nghi đủ dùng, đi kèm mức giá mềm hơn rất nhiều so với CX-8. Còn các bạn, quan điểm của các bạn thế nào ạ? Các bạn vui lòng comment ngay phía dưới video nhé. Và cũng đừng quên đăng ký cũng như là rung chuông kênh YouTube của Autorally để có thể liên tục cập nhật những video mới nhất về xe tại trường Việt Nam cũng như trên thế giới.